Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với màn Đây, bốc sân thăm khấu đã sẵn ôm sàng rồi, trời chị cuối Liêm cùng đã giữa đứng vào cuộc vị đời trí thứ của hai chị ấy rồi. Chúng rồi. ta đang nhìn vào tất cả ba cái bục ở trên Đang gọi bảng, thì là là bục 3-0, bục khuấy 3-2, đảo bầu bục không khí 3-1. sân khấu một Thì như tí. hồi nãy anh Hảo cũng nói là cái tỷ lệ 3-0 đụng độ với lại 3-2 là rất cao. 3-0 chắc chắn phải đụng độ với Ừ, 3-2 anh. chắc chắn rồi, chắc Chắc chắn rồi. chắn. 3-0 100% là Hai sẽ gặp đội 3-0 3-2. sẽ bốc một đội ở trên, một đội ở nhánh dưới. Sau đó là bốc thêm hai đội 3-2 là đối thủ của hai đội kia. Đội Let's 3-2 còn go. lại quăng sang cái lọ 3-1. Sau đó trộn 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 trộn, sau đó pick là hai đội gặp nhau ở nhánh trên là gì, xong hai đội gặp nhau ở nhánh dưới là gì, xong. Đơn giản dễ hiểu. Và giờ là đợi thôi, bây giờ là chỉ còn đợi thôi để có thể có được một cái Cả màn nhà bốc cả thăm và thật sự cửa được mùa lớn. này Nhưng mà tôi trông thấy hết người bốc vào thăm chị thì Liêm, chị làm ơn bốc đáng nhẹ là nhẹ chị giúp em. À, được nhờ, tại đúng bữa anh bên ban trọng tài thì anh ấy bốc tự tự nhiên đổi phát tự nhiên ra LCS nội chiến. Anh bốc quả hơi ác quá. Ác quá. Ác với chủ nhà quá, mặc dù anh ấy cũng là người của khu vực LEC đấy. Vẫn còn đang Xù phỏng thật, vấn xù mấy thật. ông Cho nên mấy đội tại sao chúng ta Flyquest sẽ à? thấy mà thật ra bây giờ ai bốc chả được nhờ. Tại vì chủ nhà cũng đâu còn ai nữa đâu. Gen Z BLG thì đúng, Phải Rito hợp lại nấu kịch cho bản năm cái ngoái. đội gọi là hấp dẫn, cái cặp đấu hấp dẫn BLG năm chứ. nay vị thế của Ví dụ họ bây giờ khác tái với hiện lại cặp Jindong năm và khác với năm ngoái này, ngoái Gen luôn. Z gặp Năm ngoái họ seed BLG ở 3 nhưng chung mà họ kết lại này. thắng được seed 1 của LCK. Hấp dẫn đấy. Năm nay Và seed 1 tôi thấy LPL vào là cái vòng bên này phía là của tỷ số Sunny 3-2, và nó cũng Flyquest. hơi trông gai. Cái đó còn ác đáng nữa nhờ. Nói chung bây giờ Flyquest đang là Jindong năm đội ngoái thì được 3-0 nhắm nhưng mà tới nhiều vào nhất. chung nhánh với Wow. C1. Chắc chắn là giữa một mình là quá là đội đang được nhắm tới nhất. Thực ra bây giờ anh Há, Dương đang năm là một ngoái người anh rất Liêm rất bốc là một cẩn nhánh thận đúng và là thật cái sự một nhánh tỷ dọn phục cho tới C1 xa. vô địch. Anh muốn những cái cặp đấu nào sẽ kịch đụng độ bản, với gọi nhau là chứ. kịch bản như Tôi thích vẽ là của anh Gen Z Liêm năm đụng ngoái độ luôn. với cả Weibo đấy. Tôi thích Gen Z cả Weibo tại vì năm ngoái đụng độ với LG rồi, năm nay đụng nữa thì nó hơi nhạt. Yo. Leaning gặp là gặp Gen Z. Đấy rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với màn bốc thăm và sẽ với tiếp tục kỳ này. Đó, 3-0, 3-2, 3-1. Được trước đội anh kia, anh giờ bốc 3-2, 3-0 trước. Vì là cái quả mà chiu đụng độ với lại Gen Z đúng không? Ác thật. Thế nên chuyển sang chị này bốc được những quả thăm nó tương đối may mắn. Cảm ơn chớp bự nhá. Cảm ơn chớp bự rất nhiều. Chúng ta sẽ bốc hai đội 3-0 trước và sau đó là chúng ta chọn gọi là kẻ bị hiểu thần đấy, chọn hai lá 3-2. Sau đó là còn một viên 3-2 thì sẽ để nó trong 3-1. Quả Gen Z gặp Weibo, xong Leaning gặp Flyquest. Sau đó là BLG gặp BLG gặp Hanwha, Top Esports gặp T1. Wow. Đỉnh cao luôn. Không cần gì phải bàn mức độ sôi nổi của đó. Tôi chỉ thích là không có nội chiến là đẹp. Đúng rồi. Ở trong nhánh 3-0 với 3-2 cái tỷ lệ mà cá lò quá anh em mà không biết là cái nhánh như nào đây. Come on. 4 đội của EPL. 4 đội của EPL. Ừ đúng rồi, 4 đội. 4 đội của 4 đội của EPL. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thăm đầu tiên. Lá thăm đầu tiên là một đội 3-0 Lý Nính hoặc là Gen Z mà thôi, một trong hai. Đầu tiên được. Đây là nhánh trên của vòng playoff và đó sẽ là cái tên Lý Ninh LNG chỉ là đứng ở hai nhánh khác nhau thôi. Ừ. Như vậy là Lý Ninh sẽ ở trên và Gen Z sẽ ở nhánh dưới. Bây giờ sẽ là Gen Z ở dưới thôi. Xong là bốc đối thủ luôn đấy, bốc đối thủ luôn. Bốc đối thủ của họ luôn. Cảm ơn em thiết dấu tên nhá. Rồi. Lý Ninh và Gen Z sẽ là hai đội đứng ở đầu hai nhánh và sẽ không bây giờ sẽ gặp là nhau phi của họ đến trận chung kết nếu họ toàn thắng ở nhánh của mình. Wow, tuyệt đối điện ảnh là gì? Là bây giờ bốc ra Flyquest cho Leaning và rồi Flyquest cho Leaning và Weibo là BLG cho Gen Z à? Đây sẽ là đối thủ của Leaning trong cặp tứ kết đầu tiên. Leaning và Weibo Gaming nội chiến LPL hạt giống số 3 và hạt giống số 4 của họ sẽ gặp nhau ở tứ kết 1. Cũng đang BLG cho Gen Z hay là không? Ôi bị bể rồi. Ê, lượt thừa thế. Ấy vấp vấp cái khúc này nhờ. Ơ kìa. Là không lắp vào thì hiểu nhưng mà bây giờ tức là có xe là để cái quả cầu là biết được rồi đấy. Phải xoay đi. Đấy, bây giờ chị bốc thăm này nó cứ bị lượt thượt vấp kiểu gì nhỉ? Đây. BLG cho Gen Z hay không? BLG cho Gen Z hay là không? BLG Flyquest cho Gen Z ạ. Thế thì BLG vào cái nhóm 3-1 đấy anh em. BLG vào cái nhóm 3-1. Bây giờ nhóm 3-1 sẽ có T1, Hanwha, Top Esports và Wave và BLG ạ. Vãi ạ. Cũng bị tua. Chức vô địch nhá. Ngờ tại vì
trong 3 hai ông 3-0 bốc và hai ông đúng dễ luôn. Billy Gaming là cái đội 3 hay nhất mà các đội bên phía 3-1 cũng không muốn nhìn. Đúng. À, bây giờ là Weibo. Cơ số rất là khó là tôi đoán được. À, bây giờ bốn cái đội này toàn là những cái đội khủng ấy anh em. Tuyệt đối điện ảnh. Bây giờ là nội chiến hay là đại chiến đây các bạn. Rồi. Tôi hy vọng nó sẽ là đại chiến, đừng có nội chiến. Để coi coi. Mà bốc ra hai cái nội chiến tôi không có gì để nói. Bây giờ mà tôi có thể bốc ra T1 ở đây cũng được, 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 T1 ở đây cũng được. HLE chung nhánh à. Hanwha sẽ ở cùng nhánh với Li Ning. Hỏng rồi. Hanwha Genji ở hai nhánh khác nhau, hỏng rồi, hỏng hỏng hết cơm cháo rồi. Các fan. Hanwha nhánh trên, T1 nhánh dưới. Nhánh nào cũng có. BLG và HLE. Anh biết cái điều T1 chung là... nhánh với Gen Z ở nhánh dưới các bạn ơi. T1 và Top Esports xuống nhánh. T1 Top Esports ở nhánh với Gen Z ạ. Vãi bị chặn đầu chặn đuôi rồi. Nhìn trời đỉnh, nhìn trời đỉnh. À, rồi, không okay. Chung nhánh được rồi. Sẽ là Top Esports đó là T1. Đối thủ Top Esports trước và Gen Z sau. T1 đã từng bị sẩy chân ở trong trận đấu đầu tiên của họ ở. Hát chung nhánh với Gen Z anh em ạ. Đây sẽ là một thử thách thực sự dành cho T1 bởi đó vì ở giải đấu này thứ nhất là họ đang trừ một với Top Esports chung nhánh với Gen Z rồi và họ không gặp HLE nhưng mà rất kỵ dơ với mình. T1 BLG nhánh trên là toàn LPL là đẹp nhờ. Một cái nhánh mà T1 mà rơi vào đây có phải là toàn là LPL không? Thiên tử nó ở nhánh dưới. Mà cái Genji hay là T1 thì tôi không biết. Nhưng mà cái nhánh trên là cái nhánh ác đấy. Nhánh trên là toàn ship một đấm nhau nhiều lắm. Đúng vậy. Năm nay thì không có ai gạt Genji dùng rồi. Tại vì LG đánh với lại ai thì tôi không biết tiêu rồi. Hanwha với BLG, LG là hai ship một rồi đấy. Weibo. Năm nay FlyQuest đánh như này không thể gạt được Genji rồi. Nhánh trên là ba đội LPL. T1 năm nay phải gọi là tự lực cánh sinh thôi. Không ai gạt ông Genji cho T1 nữa rồi. T1 mà rơi vào cái chỗ của Hanwha Sport là đẹp luôn đấy. Liệu họ có thể tạo được Hanwha Sport gặp toàn LPL. Như là T1 đã làm được ở trong HLE chung nhánh với ba ông LPL. Còn bây giờ buổi bốc thăm ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Nếu mà T1 rơi vào đây thì nó là đẹp luôn cũng được. Hoặc là T1 Top Esports mà ở chung nhánh với Li Ning Weibo nó là mắc ping luôn. Cảm ơn Hiệu T-Con nhá. Ok, cảm ơn Hiệu nhiều nhá. Rồi. Tập này HLE có thể dọn được cái nhánh trên hay không? Top Esports thì không ngại, mình không cảm giác Top Esports là một mối đe dọa đối với T1 vì họ mặc dù thua Top Esports một ván BO1. Nhưng mà Top Esports hiện tại đang lộ rất là nhiều những cái yếu điểm trong cái meta hiện tại. Nhưng mà bán kết gặp Gen Z thì nó lại là một cái gì đó. Gen Z năm nay đúng là mở đường vô địch Gen Z à? Cửa Gen Z năm nay rất là cảm ơn chớp nhá. Gen Z năm nay vào một cái nhánh thứ nhất là đụng độ với FlyQuest là gọi là một chuối phi rồi.